Xin chào các chị, thì hôm nay là cái buổi kiếm khủng, kiếm đó, kiếm này kiếm khủng, kiếm đó. Nó to quá nên gọi là khủng thôi chứ cái buổi này hai người khôn này. Buổi này em đang hướng vừa hướng nắng chiều, tức là nắng chiều là nắng ngược lại như thế này này. Đó. Đông là hướng ngược lại như thế này này, nó rọi vào trong cái bụi lan đó. Bây giờ đang là buổi chiều nên quay nó quay cho các anh chị cùng ngắm bông cho vui. Chứ còn mình quay buổi sáng thì cái hướng sáng nó hướng đằng kia thì nó dội vào camera thì nó rất là chói. Mà cái bụi này bây giờ đi quay nó cũng hơi khó này. Năm trước nó cho tới 9 vòi. 9 vòi bông nhìn rực một màu đỏ luôn, rực màu đỏ xuống như thế này luôn. Năm nay thì hiện tại thì đang có 2 vòi này. Ở màu đỏ đó đó, đó đó các anh chị. Đó núp ở trong kiểu hình đó bông đó, kim đó. Và ở dưới này cũng tiếp tục hai vòi nữa này, một này hai này đó, hai vòi thì khả năng nó cũng còn nữa, khả năng cũng còn, nhưng mà năm nay thì nó lắc đác, không có nữa một đồng loạt như năm ngoái. Năm ngoái thì chín vòi đổ rủ xuống như thế này, nhìn đẹp cực kỳ. Thì ít thì quay ít thôi, quay các anh chị cùng ngắm cho vui. Chứ còn mùa kiếm thì trước đây khoảng một tháng thì cũng đang có mùa kiếm rồi. Thì lúc đó những cái cây mà kiếm vàng của em á thì nó đã nở, thì có đăng clip cho các anh chị ngắm rồi đó. Thì trước tiên quay vào những cái giò lan giò lan như thế này mà gọi là ít liên quan đến cái phần kỹ thuật á, mà liên quan đến cái phần thưởng thức và ngắm bông á, thì rất là cảm ơn, trân trọng cảm ơn các cô chú và các anh chị đã đồng hành kênh YouTube của em nhé. Trân trọng cảm ơn các anh chị nha. Đó, kim đó này dài nè, tại vì nó nặng quá nên phải buộc vào cái hàng rào này, chứ còn rinh thì một mình rinh xuống hơi cực, quay nó cũng ở cái góc quay nó không được đẹp cho mấy. Mới đầu nó lú ra thì cái màu nó như màu sô-cô-la nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó ra cái mùa dài rồi á, thì nó ra màu đỏ như thế này. Đỏ này là gọi là đỏ đô các anh chị, màu đỏ đô á, chứ còn không phải đỏ như cái màu đỏ rực lửa đâu. Màu này là màu đỏ đô, đỏ đô khá là đẹp chứ. Màu đỏ kia nhìn như cái gì, màu đỏ đô rất là đẹp. Và đặc biệt cái kiếm này nó thơm nữa chứ. Kiếm này thì thuộc nhóm kiếm lô hội nha các anh chị. Thì có hai dòng lô hội Tiên Vũ. Hai dòng chính. Kiếm này thuộc dòng lô hội kiếm đỏ lô hội. Còn các anh chị nào muốn biết vùng thì kiếm này là kiếm nguồn gốc từ Gia Lai. Gia Lai đất Tây Nguyên á. Hàng em thì đa số thì hàng Tây Nguyên là chính, Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Định thì ba vùng đó là chính, chứ còn những cái vùng khác thì cũng có nhưng mà ít hàng lắm. Chứ còn
Phường em thì hàng đa số là hàng Tây Nguyên. Ở bông đó rất là đẹp nha các anh chị. Nếu như các anh chị nào mình muốn sưu tầm cái này thì em cũng có thể chia lại cho các anh chị. Chia lại thì cứ hai giá hành như vậy. Chim đó nhìn trông rất là đẹp. Cái giò này thì nó thành một lùm to. Đó. Lùm to rất là nặng. Nãy giờ em xe em vặn vẹo để quay cho nó dở, vặn tới trái tay luôn. To lắm. Ôi, quay lại cái mặt bông nhá. Anh chị nào thích thì cũng có thể chia lại. Đang leo lên. Đang leo lên trên cao. Đây. Giờ bắt đầu rõ hơn rồi này. Dở quay hơn nè. Đó. Đó, kim đó đó các chị. Da em nó đen đen nhưng mà cái màu đó này nó vẫn nổi được nè. Tay gặp bàn tay nào mà trắng trắng thì nó nổi lên nhìn đẹp lắm á. Rất là đẹp. Và đặc biệt thơm nữa chứ. Năm ngoái thì em có kích bông, nhưng mà năm nay không có kích nha. Năm nay thì nó tự nhiên. Năm ngoái thì kích bằng 630 đó. Năm nay thì nó tự nhiên. Kích như Dendro, nhưng mà Dendro thì dùng 19-31-17. Còn cái này thì dùng 630. À, năm ngoái có dùng 630-30 đỡ kích. Thì có lẽ là mình kích bông thì nó ra đồng loạt và nó ra nhiều hơn hay sao á. Còn cái này đỡ nở tự nhiên. Nở tự nhiên là vẫn chăm sóc bình thường các anh chị. Tức là vẫn chăm sóc bình thường là mình cho cứ định kỳ là như vậy á. Thì 20-20 đầu này, rồi đến phân hữu cơ này, rồi sau đó thì tiếp một lần hữu cơ nữa này. Rồi sau đó thì bắt đầu sang là thí dụ như 630 hoặc là qua 19-31-17 đó, thì cứ như vậy là mình luân chuyển, thì tùy theo thời tiết nữa. Thí dụ như cái tháng nào mà nó bình thường thì không nói gì nha, chứ còn nó nắng quá thì mình sẽ tình trạng nó nếu như mà thiếu kali á, thì mình sẽ đưa kali vô. Kali thì dùng cái phân 13046. Thì cái đặc biệt cái phân 13046 thì không có dùng nhiều nha các anh chị. Không có dùng nhiều, chỉ có những trường hợp mà thiếu kali á thì mình mới đưa vào, hoặc là khi mà thời tiết nó dao động, bắt đầu chuyển sang cái mùa lạnh á, mùa lạnh thì mình đưa cho nó hai lần kali như vậy liên tục. Đỡ làm chi? Đỡ kali nó hấp thụ vào cây và nó vận chuyển nước. Tức là khi nó lạnh thì nó kali nó cũng góp phần vào chống lạnh nữa. Thì những trường hợp đó thì mình nên đưa kali vào. Còn bình thường thì cứ như vậy là mình chăm sóc thôi. Cứ như vậy là NPK 20-20 đầu, hoặc là 19-31-17, hoặc là 630-30. Đó, thì cứ như vậy mình chăm sóc. Rất là đơn giản, cộng với hữu cơ nữa là cây khỏe rồi. Đó, thì trường hợp này là không có dùng phương pháp kích. Năm ngoái thì dùng, nhưng mà năm nay không có kích. Năm nay bận quá, năm nay lo nhiều việc, không có rảnh đi kích cây bụi kiếm này. Cắm cù cũng không kích luôn này, nhưng mà cắm cù thì đến mùa là tự khắc nó sẽ ra. Đó, giống cắm cù này, cắm cù trái tim. Anh chị nào thích cái này thì cũng có thể liên hệ với em đỡ lại luôn. Thì mấy cầm cù này rẻ lắm. Mấy cầm cù này không bao nhiêu đồng đâu. Này thì gọi là giống lan
cắm tú cầu đó, hay là cắm cù đó, thì các anh chị thích gọi tên nào thì gọi. Nhìn nó đo rực mà nó bóng 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 này, đặc biệt là mấy cái nụ này nhìn bóng bóng bẩy. Rồi anh chị nào thích thì em sẽ chia lại, liên hệ qua số điện thoại 0886012819 nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, trân trọng cảm ơn các cô chú và các anh chị mình đã xem nha. Cảm ơn quý cô chú và các anh chị.